Kem chống nắng La Roche Posay đang là sản phẩm siêu hot trên thị trường. Không phải ai cũng biết được nó hiệu quả đến mức nào và công dụng tuyệt vời khi sử dụng sản phẩm này là như thế nào. Chính vì vậy, trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói về cách sử dụng và những công dụng tuyệt vời dòng sản phẩm kem chống nắng La Roche Posay đang nổi đình nổi đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhắc đến công dụng của kem chống nắng La Roche Posay thì sản phẩm luôn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho người dùng. Thứ nhất La Roche Posay với chỉ số chống nắng cao SPF50+ và PA4+ giúp bảo vệ da tối ưu dưới ánh nắng. Ngoài ra, kem chống nắng La Roche Posay còn có khả năng làm dịu da, dưỡng ẩm và hạn chế tình trạng oxy hóa với thành phần giàu nước khoáng có trong kem chống nắng. Đồng thời kem chống nắng La Roche Posay còn có tác dụng giúp nâng tông da nhẹ và bảo vệ da khỏi lão hóa sớm và các tổn thương trên tế bào lâu dài. Kem chống nắng La Roche Posay hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.